Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trong thời gian gần đây thì mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn ở trên kênh YouTube của mình về việc là anh ơi, ở trong cái tầm giá khoảng từng này tiền thì điện thoại A, điện thoại B hay điện thoại C nó đáng mua hay không? Hay là trong cái tầm giá đó còn những sự lựa chọn nào tốt hơn hay không? Đó thì thực ra là ở mỗi một câu hỏi thì mình cũng đều phân tích rất là kỹ về từng sản phẩm một. Và cái series đó đang được rất là nhiều bạn quan tâm, ủng hộ. Lần trước thì mình đã phân tích cho các bạn về cái chiếc điện thoại Vivo IQ Z1. Và mình đã nói rằng là nếu mà với bản thân mình thì mình sẽ không mua cái chiếc điện thoại đó, mặc dù ClickBuy có bán cái sản phẩm này. Đấy, và mình cũng sẽ luôn luôn nói với các bạn một cái quan điểm rằng đó là kể cả cửa hàng hay là hãng có cho mình điện thoại thì ở trong video mình sẽ chỉ nhắc tên tới điện thoại đó mà thôi. Còn lại thì đánh giá về điện thoại đó như thế nào là phải do mình. Đấy, và video làm là không được sửa. Đấy, mình thích nói gì ở trong video cũng được. Thậm chí là có một số những sản phẩm, ví dụ như là con Sony Xperia 1, một cái điện thoại mình cảm thấy rất là ngon. Nhưng cuối cùng nếu mà hỏi bản thân mình có mua hay không thì mình cũng nói là mình không, khiến cho các bạn Sony đôi khi các bạn ấy nghĩ rằng là mình anti, nhưng không, mình không bao giờ anti bất kỳ một hãng nào cả. Hay là ví dụ như mình còn nói rằng là Vsmart Star 4, ok, con này được đấy, ngon đấy, nhưng mà mình cũng sẽ không mua, bởi vì là mình sẽ mua con Vsmart Joy 3 vì nó hơn mà. Đấy, hay như là Redmi 10X Pro 5G, mình cũng nói rằng là mình không mua, bởi vì là mức giá chênh lệch như vậy thì thôi mình mua Redmi 10X cho nó tiết kiệm. Rất nhiều những sản phẩm như vậy. Hay là Nubia Play, một cái chiếc điện thoại gaming phone giá cực kỳ rẻ, có thể coi là rẻ nhất trên thị trường, nhưng mình nói là mình không mua cái sản phẩm đó. Đấy, mặc dù là cửa hàng cho mình mượn đấy. Thế vậy thì hôm nay cái nạn nhân tiếp theo, chúng ta cứ nói là như vậy đi, đó là HTC U11 thì liệu có đáng mua không? Bởi vì mình thấy là nhiều bạn hỏi mình sản phẩm này khi mà mức giá của nó ở ClickBuy bây giờ đang bán là rơi khoảng trên dưới 3 triệu đồng. Đấy, giá thấp nhất cho phiên bản màu bạc 2.990.000, còn mức giá cao hơn thì hơn 100.000 nữa thôi, là khoảng 3.090.000 cho phiên bản màu xanh với màu đen, thì thôi chúng ta cứ cho làm tròn đây là 3 triệu đi. Đấy, vậy thì với mức giá hơn 3 triệu của HTC U11 thì chúng ta sẽ xem là phân tích về nó trước đã nhé, để xem là ưu nhược điểm của nó là gì. Thế xong sau đó thì mình sẽ so sánh nó với cả những sản phẩm khác ở trong cùng tầm giá thì nó có điểm gì hơn và có điểm gì kém. Thế đầu tiên là về mặt thiết kế cái đã, thì mình thấy là HTC U11 là một sản phẩm có thiết kế đẹp. Mặt lưng ở phía sau là mặt lưng bóng và tất nhiên thì nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi dấu vân tay rồi. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó tương đối bẩn. Đấy, nhưng mà đánh đổi lại là cái cách phối màu phía sau là đẹp. Các bạn phải chú ý cho mình một điều, đó là mặt lưng này khá là dễ vỡ. Ngày trước mình vẫn nhớ một cái kỷ niệm nhớ đời luôn liên quan đến HTC U11, đó là mình để HTC U11 này ở trong cốp xe máy. Thế là khi mà mình dựng chân chống nghiêng ấy, thì mình dựng chân chống nghiêng, thế xong mình mở cốp ra, ở bên trong xe mình còn để áo mưa cái thứ đó độ lên, mà khi vừa mở cốp ra phát cái HTC U11 nó chui ra ngoài luôn, nó rơi hẳn ra ngoài luôn. Mặc dù lúc đó nhá là đã sử dụng ốp rồi nhá, nhưng mà mặt lưng ở phía sau nó bị nứt. Đấy, nhưng mà rất may mắn là lúc đấy là chắc là mấy anh chị ở bên HTC là cũng yêu thương mình, biết mình là reviewer, nên thôi không bắt đền mình cái đấy. Còn lúc mà mình hỏi là thay mặt lưng cho HTC U11, cái thời điểm mà nó mới ra mắt ấy, nó cao lắm, nó rơi khoảng 5 triệu hay 7 triệu gì đó. Thậm chí còn cao gấp đôi cái giá mà các bạn mua cái sản phẩm này ở thời điểm bây giờ ClickBuy cơ. Đấy, lúc đấy mình hơi sợ. Đấy, thế xong rồi lần sau nữa thì mình làm vỡ mặt lưng kính của con HTC U12 Plus. Cũng không hiểu sao mấy ông HTC này mình lại có một cái gì đó cảm giác kiểu đen đủi hay sao ấy. Toàn làm vỡ thôi, làm vỡ hai cái điện thoại HTC rồi. Phô thật đấy. Thế còn về viền màn hình phía trước của sản này là cực dày. Xin nhắc lại là cực dày. Nó dày giống như kiểu là iPhone 8 Plus với cả iPhone 7 Plus ấy. Đấy, và nó có cả cảm biến vân tay phía mặt trước nữa. Và cảm biến vân tay này thì nhạy, nhưng mình cảm giác là nó đặt hơi thấp. Còn cái viền dày thì nếu mà chúng ta nhìn mặt trước thì nhìn nó lỗi thời rồi, vì bây giờ mấy ai còn dùng viền dày như này nữa. Thì cũng tùy thôi, nhưng mà cơ bản là với một sản phẩm có màn hình có 5,5 inch như thế này, nhưng mà khi chúng ta cầm lên ấy, chúng ta sẽ cảm thấy là thiết bị nó không phải là bé đâu nhé, không bé một chút nào thôi nhé, vì tỷ lệ màn hình của nó là 16:9 và cái phần viền nó thì rất là dày. Nhưng được cái là mặt lưng ở phía sau mình đánh giá là đẹp, nên mình không chê mặt lưng ở phía sau. Chất liệu thì là tốt, bởi vì là sản phẩm này thì có chất liệu mặt lưng là kính cường lực 5, khung viền thì là bằng kim loại và kính mặt trước là kính cường lực 5. Đấy, thì mình cũng đã nói rồi đấy, kính cường lực 5 hay 6 hay 7 nó không giải quyết vấn đề gì, bởi vì là quan trọng là khi chúng ta rơi xuống cái phần nào chúng ta nó sẽ tiếp xúc với cả mặt đất nhiều hơn. Đấy, ví dụ như là chúng ta mà cứ tiếp xúc vào những cái góc cạnh ấy, thì có thể nó vẫn xảy ra hiện tượng vỡ như kiểu của mình bình thường.
chẳng biết đâu tiếp xúc phẳng trực tiếp như này chứ chắc là vỡ thì sao. Nhưng thôi cái đấy cũng là hên xui tùy từng người thôi. Màn hình Super LCD 5 của HTC U11 là cực đẹp. Xin nhắc lại là cực đẹp luôn. Màn hình này thì sẽ có kích thước là 5,5 inch, độ phân giải sẽ là 2K. 2K chứ không phải 2K cộng, bởi vì là tỷ lệ màn hình của nó là 16:9. Mật độ điểm ảnh cho ra giờ khoảng 534 ppi. Kính cường lực là kính cường lực Gorilla Glass 5 như vừa nãy mình đã nói. Thì cái ưu điểm của màn hình Super LCD 5 đó là nó rất là thật và nhìn nó cực kỳ là đẹp mắt, màu sắc thì khá là tươi. Và mình cũng nói là đối với cả những sản phẩm như kiểu là của Sony, HTC hay LG thì mình lại thích cái màn hình IPS bởi vì nhìn nó thật. Đấy, chứ còn ví dụ như với những sản phẩm màn hình IPS khác của Trung Quốc ấy, tầm rẻ tiền kiểu như của Xiaomi hay là Realme thì mình lại không thích. Đấy, nhưng mà trên những con này thì là mình thích màn hình IPS của nó. Ok, màn hình chấm điểm tốt. Mức độ hoàn thiện là ngon để cho một sản phẩm có khả năng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP67. Hiệu năng thì với chip Snapdragon 835 sau này vẫn có một hiệu năng đủ tốt ở thời điểm hiện tại. Chúng ta vẫn có thể chiến được những cái tựa game tương đối nặng. Đấy, tuy nhiên các bạn hãy chú ý rằng là cái con chip này ở trên HTC U11 thời điểm này khi chúng ta test game nặng ấy, nó sẽ xảy ra hiện tượng hơi bị nóng và pin con này rất yếu. Đấy, pin rất yếu, nhắc lại thêm cái từ rất vào đây cho các bạn biết. Nên là cái trải nghiệm về mặt con chip tổng quan về cả chơi game thì nó không đem lại một cái sự tự tin cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng. Còn camera của HTC U11 là một cái camera mình đánh giá là đủ tốt. Đấy, camera 12 megapixel của nó đủ tốt. Chỉ mỗi tội là nó không có camera góc rộng, không camera tele thì đôi khi nó không đa dụng ở trong một số những trường hợp thôi. Nó cũng không có camera macro, nhưng mà nếu mà chỉ xét về camera chính rồi quay video thu âm các thứ là camera này là tốt, camera trước cũng đủ đẹp. Còn về pin thì mình cũng đã nói đấy, pin là rất yếu luôn và đây chính là cái điểm mà mình chê nhất ở trên sổ này. Thế vậy thì mua HTC U11 nó có cái điểm gì khiến cho chúng ta phải lăn tăn hay không? Lăn tăn ở đây là gì? Rất bình thường nếu chúng ta mua tại Clickbuy thì là ok, có bảo hành. Chúng ta dùng trong quá trình sử dụng bảo hành, nếu mà lỗi do nhà xuất tất nhiên chúng ta sẽ được sửa chữa hoặc là đổi mới cái gì đó, đấy là tùy thuộc chính sách của cửa hàng thôi. Tuy nhiên một vấn đề xảy ra đó là nếu cửa hàng mà không còn linh kiện cho sổ này, trong trường hợp là giả sử như bạn làm vỡ mặt lưng kính thì giống như mình chẳng hạn thì là vỡ mồ, đúng không nào? Rõ ràng rồi, tìm kiếm linh kiện thay thế cho sổ này là không hề dễ một chút nào cả và cái chi phí sửa chữa cho HTC U11 là tương đối cao. Biết đâu cái thời điểm mà mình làm vỡ mặt lưng nó là 5-7 triệu, nhưng bây giờ khi các bạn làm vỡ mặt lưng là 2 triệu thì sao, tốn 2/3 tiền thì sao. Đây mình ví dụ thôi nhá, chứ không phải là có thể là bây giờ mặt lưng nó chỉ khoảng triệu hoặc mấy trăm nghìn chẳng hạn. Đấy thì cái đấy là mình chỉ ví dụ thôi, nhưng mà cái đó là chúng ta cũng cần phải cân nhắc đấy. Hoặc đơn giản là giả sử như trong máy của các bạn đang lưu trữ rất nhiều thứ chẳng hạn, nhưng mà bỗng dưng đến một ngày đẹp trời nó lăn đùng ra nó đứt. Đấy, tất nhiên nó không phải là đứt theo kiểu lỗi đột tử giống LG, mà các bạn vẫn muốn lấy dữ liệu ở bên trong điện thoại thì phải làm thế nào, phải cứu đúng không? Nhưng đôi khi có tiền chưa chắc đã có linh kiện để cứu nó, thì đấy mới là cái điểm mà chúng ta phải lăn tăn. HTC U11 nếu mà so sánh sang với đối thủ ở trong tầm giá này loanh quanh đây, chúng ta sẽ có LG G7. Thì LG G7 vẫn tìm kiếm linh kiện dễ hơn là HTC U11 đấy nhá. Rồi, thế còn bây giờ chúng ta so sánh thẳng luôn đi. Với LG G7 thì sao, với mức giá cũng hơn 3 triệu tại Clickbuy. Thì thiết kế là mình sẽ thích thiết kế của HTC U11 ở cái phần mặt lưng hơn. Nhưng mặt trước thì mình sẽ lựa chọn LG G7 bởi vì viền nó mỏng hơn. Đấy, mặc dù LG G7 màn hình là màn hình tai thỏ đấy, chứ không phải là màn hình vô khuyết giống như U11 đâu, nhưng mình vẫn thích cái LG G7 hơn. Và cái cảm giác cầm nắm LG G7 mình cảm giác thấy nó yên tâm hơn. Hoặc cũng có thể là mình bị vỡ mặt lưng kính với cả HTC U11 nên mình cứ sợ khi cầm vào U11. Đấy, nhưng mà về cơ bản là LG G7 cũng là một sản phẩm tốt, hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP68, cao hơn một chút xíu so với U11. Đấy. Màn hình thì hai con này đều rất là đẹp, màn hình đều rất đẹp, tùy thuộc mắt mỗi người thôi. Cái tỷ lệ màn hình 16:9 của HTC U11 thì nó là tỷ lệ màn hình cũ rồi, còn trên con LG G7 thì nó là tỷ lệ màn hình mới, là 19:5:9 cơ. Mật độ điểm ảnh của con LG G7 cao hơn một tí đấy nhé, 564 ppi thay vì 534 ppi. Đấy, kính cường lực thì cũng là kính cường lực 5 thôi, cả trước lẫn sau, nên là hai sổ này có rất là nhiều những điểm tương đồng về chất liệu. Kính cường lực là giống nhau, khung viền là cũng là kim loại như nhau. Nhưng về hiệu năng thì LG G7 sẽ hơn đấy. LG G7 sẽ có con chip Snapdragon 845 nhỉnh hơn so với 835 của HTC U11.
Và camera thì LG G7 sẽ đa dụng hơn, có cả camera góc rộng. Thời lượng pin thì hai sở này yếu như nhau. À nhưng mà tôi quên mất, camera trước thì LG G7 tệ hơn nhiều so với HTC G11 nhé. Thế còn về pin thì hai sở này đều tệ như nhau cả, đều là pin V 3000 và rất là tốn pin, sử dụng đều yếu cả. Đấy. Nhưng nếu mà để lựa chọn ấy, thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn với LG G7 bởi vì hiệu năng tốt hơn. Đấy, rồi là chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ màn hình mới hơn, có camera sau đa dụng hơn, sửa chữa dễ dàng hơn một chút. Và đặc biệt là cái khoản nghe nhạc theo LG G7 nghe qua tai nghe hay hơn so với HTC U11. HTC U11 được cái là nghe qua loa ngoài thì nó sẽ hay, nhưng mà những cái gì mà mình cần thì LG G7 đáp ứng được tốt hơn. Đấy, vậy nên là nếu các bạn hỏi mình là với mức giá khoảng 3 triệu thì HTC U11 đã phải là một cái sản phẩm gọi là đáng mua nhất ở trong cái tầm giá hay chưa, thì mình thấy là chưa. Tuy nhiên đây vẫn là một cái sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Đấy, còn lại mua hay không thì phụ thuộc vào nhu cầu và phụ thuộc vào túi tiền của các bạn. Còn nếu các bạn hỏi mình là mình có mua HTC U11 hay không thì câu trả lời của mình đó là nếu mua về làm một máy phụ thì mình sẽ mua, còn mua về làm một máy chính thì mình sẽ ưu tiên mua cho LG G7 hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm sau, nếu các bạn muốn mình phân tích chi tiết về những chiếc điện thoại nào nữa và thì mình sẽ nói cho các bạn xem là chiếc điện thoại này nó có đáng mua hay không. Còn với cá nhân mình thì mình luôn luôn đưa ra quan điểm cá nhân nhé, không dựa vào bất kỳ ai, không dựa vào bất kỳ một cái áp lực nào từ cửa hàng hay từ hãng cả.